Mình mua một cái âm ly phế liệu, mình biến nó thành một cái bộ biến thế sạc pin RJ12V DC để dùng cho gia dụng hàng ngày nha mọi người. Trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ tất cả mọi người các bạn xem cách độ chế của mình lấy từ nguồn từ âm ly ra. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa động cơ đường lạnh. Mình cũng mới vừa ra vụ phế liệu mua, gặp một cái âm ly cũ phế liệu mình cũng mua về. Thì trong clip ngày nay mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem cái cách độ của mình để lấy cái bộ nguồn biến thế bo mạch này độ ra, lấy làm một cái bộ sạc bình dùng cho xe máy nha mọi người. Thì nói chung là kênh của mình thì mình gặp cái gì đó mình làm cái đó để cho chia sẻ với những cái kinh nghiệm của mình cho tất cả anh em và các bạn hiểu để mà biết cách sử dụng, đừng có bỏ phí những cái âm ly cũ như thế này. Vì cái âm ly cũ này á thì mọi người nhìn nè, nó có cái nguồn ra là nguồn vào á là 110 220. Đây là người ta đã đấu sẵn nè, 110 220 nè. Nếu mà mình ngắt một bên nè, đấu một bên này á thì 110. Còn đấu nó tiếp từ cọc này qua này là 220 nha mọi người. Và ở đây nữa. Ở đây thì cái nguồn của cục biến thế âm ly á là 8 A. 8 A nó có là cái nguồn là 30 V. Nguồn ra 30 V. Và ở dưới là nguồn 12 V nè. Chân không và chân 12 nè, còn chân trên là chân 30 và chân không nè. Thì thường thường cái biến thế của cái âm ly là nó là ra nguồn 12 V và 30 V nha mọi người. Còn ở đây á thì mình cũng tận dụng những cái bo mạch của nó. Bo mạch của nó thì ở đây thì mình cũng có là 4 con diode 5A, 5 A nè. Thì ở đây mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người các bạn xem, coi như là cái nguồn âm ly là mình không bỏ một thứ gì nha mọi người. Và cái đây cái bo mạch của nó. Ở đây là có cái mình cũng tận dụng được là cái tụ là 25 V 2020. Để khi mình làm mình sử dụng ra cái nguồn điện một chiều á thì mình ngắn qua vào cái nguồn của biến thế ra nè để cho nó ổn định điện nha mọi người. Mà tụ 25 mi này bao giờ nó phải gấp đôi cái nguồn 12 V nha. Thì những cái clip này mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem. Anh em thợ thầy chắc cũng nhiều anh em đã làm qua cái trường hợp này rồi. Còn anh em nào chưa biết á thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Vì ở nhà đôi lúc mình cần những cái bộ biến thế mà ngắn ra 12 V DC để mà sạc bình là một, thứ hai nó là sử dụng những cái động cơ thử đồ một chiều khỏi mua mới tốn kém nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ làm cho mọi người xem. Rồi đầu tiên là mình tận dụng cái này trước nha mọi người. Mình sẽ xẻ 4 con diode này ra nha, coi như là mình cái bo mạch cũ á, của cái âm ly á, là mình không bỏ một thứ gì hết á. Cách độ chế của mình để mình làm một cái bộ sạc pin cho nó ổn. Rồi sẽ lấy 4 diode ra nha mọi người. Có nhiều anh em thì sử dụng qua con cầu diode để nắng dòng lấy nguồn 12 V AC đưa ra 12 DC. Còn ở đây mình sử dụng là 4 con diode đấu cầu thành cầu diode nha mọi người để đưa cái dòng điện DC ra. Cái cách này thì phương pháp này thì anh em khỏi đi mua một cái bộ nắng dòng biến thế bán dòng ra DC để mà sạc bình thì cũng mất có vài trăm nghìn rồi. Còn ở đây mình mua cái âm ly phế liệu thì nó có vài chục nghìn nè. Rồi rẽ lấy 4 diode ra nha mọi người. Sau khi mình gỡ 4 diode ra nha mọi người, nắn cho nó dài lại. Những cái video này mình quay hướng dẫn chia sẻ cho mọi người là biết là đừng có bỏ tận dụng những cái đồ cũ để làm khi mà mọi người làm dùng có cái đồ mà để mà sạc bình xe máy cũng được nè. Làm sau này làm những cái nắn cái dòng một chiều ra để dùng những cái quạt một chiều nè, rất là đơn giản.
Rồi, cái tủ này là tủ 25V nha mọi người. 25V 2020 nè, mình cũng gỡ ra xẻ ra nè. Rồi, bắt đầu mình đo kiểm tra. Kiểm tra nha mọi người. Thì ở đây mọi người nhìn nè. Cái con diode này là nó có một cái vạch bạc nè, bên đây đầu đen. Đầu đen nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đo như thế này. Mọi người là đặt cái vi đỏ qua cái đầu quạt nó đi. Rồi nhìn cho đồng hồ mọi người. Lên kim nha mọi người. Nó là đầu dương đầu âm, mà đo đầu nào mà một đầu lên đầu không nha. Trở đầu lại. Rồi không lên tốt. Lên. Quay đầu lại. Không lên nha mọi người, tốt. Lên. Không lên. Rồi, bốn con diode này là tốt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đấu lại. Đây cái cục biến thế này nè. Nguồn này là 220 nha mọi người. Rồi hàng cái dây nó vào. Coi như cái âm ly là mình tận dụng tối đa, không bỏ nữa, không bỏ gì nha mọi người. Anh em mà làm xong như mình xong đóng cái hộp gỗ bỏ vào cho nó ok nha mọi người. Rồi mình đã hàng hai nguồn 220 nè. Rồi lấy nguồn 220 vào. Đây nguồn 220 nha mọi người, đang cắm điện nè. Bốn con diode này là mọi người là đấu tạo thành một cầu diode nha mọi người. Thì mọi người nhìn nè, bắt đầu mình sẽ lấy một đầu dương một đầu âm đấu lại nha mọi người, diode nè. Đầu dương đầu âm đấu lại. Đấu như thế này. Đây là một đầu gạch bạc nha, một đầu đen nè, một đầu gạch bạc à. Mình lấy cái đầu bên đen và một đầu gạch bạc đấu lại mọi người, đầu âm đầu dương đấu lại á. Mọi người đặt cái đồng hồ mà thấy mà cái đầu nào mà đo vi đỏ và vi đen, mà đặt cái đầu nào mà là mọi người phân biệt được đó là đầu đen đầu âm à. Rồi một cái, hai con này cũng một đầu đen đầu đầu bạc, là nghĩa là đầu âm đầu dương đấu lại luôn nè. Rồi khi mà mình đấu hai diode ra ra một cái đầu đầu dương đầu âm rồi á, thì mọi người ấy nha mọi người sẽ đấu thành tạo thành một cầu diode. Rồi khi anh em dùng con diode đấu như thế nha mọi người, có nghĩa là một cái đầu dương và đầu đen đầu quạt nè, và một cái đầu đen đấu lại, bên này cũng lại đấu lại. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy là nó ra một đầu của nó nè, một đầu dương nè, bên đây là một đầu âm nha mọi người, là để lấy đường nguồn ra. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ hàn vào thành đấu cầu, tạo ra cầu diode nha mọi người. Điện vào thì nó, nếu mà điện điện mà từ trong biến thế đưa ra là nó vào hai cái đầu đầu dương đầu âm đấu lại, còn hai cái đầu mà để ra điện một chiều là hai, một đầu dương và đầu âm. Rồi giờ mình đấu nha mọi người. Rồi cái nguồn đây là mình đấu nguồn 12V ra nha mọi người. Hàng nguồn 12V ra nè. Cái nguồn ra 12V này nha mọi người. 12V này nè. Thì anh em đấu vào là đầu âm đầu dương của diode nha mọi người.
đầu âm đầu dương diode. Mình đấu vào cái đầu âm đầu dương của diode. Diode mình tận dụng gì này thì nó hơi khó. Chứ còn diode mới thì là đấu nó rất là dễ. Rồi, đấu vào đầu âm đầu dương diode nè. Rồi. Nguồn 12V là đấu đạm đồ Unios. Còn ở đây cái tụ. Cái tụ đây là tụ 2020 25V. Thì mọi người bao giờ dùng một cái tụ là 25V, nó cao gấp đôi của cái nguồn ra 12V này nha mọi người, cho nó khỏi cái bị nổ cái tụ nha. Thì nguồn đây, bên đây là âm nè, bên này là dương nè. Thì mọi người đấu vào, bây giờ đầu tiên mình đấu vào cái nguồn âm trước nè. Âm của tụ ra, đấu vào nào. Âm ra thì đấu vào cái âm của diode nè. Nguồn âm diode nè mọi người. Hàng vào nguồn âm diode. Tụ lọc á. Rồi, đây là nguồn dương của tụ nè. Đấu vào đầu dương của diode nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn cái dây ra. Bây giờ mình lấy cái dây hồng này là mình hàn từ cái này ra nha mọi người. Hàn từ cái diode ra cho ta biết cái là đầu nào dương, đầu nào âm nha. Dây này là âm nè, dương nè. Rồi. Dây vàng này mình lấy là âm nha mọi người. Nói chung mình làm cái đây đơn giản chứ còn thực chất ra anh em nếu muốn đẹp thì lấy cái thùng, mua cái thùng, kiếm cái thùng gỗ đóng bỏ vào nó gọn gàng rồi mọi người. Rồi ok. Thì cái nguồn dây hồng đây nè. Mình lấy ra là dây dương nha mọi người, còn dây vàng là dây âm. Là lấy nguồn móc từ âm dương của diode ra nè. Âm dương của tụ ra nè. Thì kể nếu mà cái cục biến thế này thì mọi người dùng là sạc bình xe máy được nha. Thì cái đây nếu mình chỉ cần mình cái bình này là mình gắn vô đổ mình gắn vô mình sạc thôi. Đầu dương đầu âm thôi, gắn sạc thôi. Bây giờ mình thử cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ móc vào cái bóng đèn. Bóng đèn đây, bóng đèn 12V nha mọi người. Đèn 12V nè. Thì cái độ cái biến thế như thế này thì anh em chỉ làm cái sẵn một cái để anh chi để anh chị ở nhà mà đôi lúc bình xe máy bị hết rồi thì mình cần sạc. Khỏi đem ra tiệm, chỉ mất công mất thời gian tốn kém thời gian của mình. Còn dùng thử cái quạt lúc mà những cái quạt 12V rồi đó, 12V DC một chiều á, anh em mới thử y như mình nè. Rồi, giờ mình gắm điện thử nha mọi người. Nhớ cái cục này là nó nói chung là cục của biến thế Amply nó 8A là coi như là mọi người xài vô tư. Đó, mình gỡ toàn bộ là cái linh kiện của cái Amply ra hết nè, Amply mình bỏ xét nè mọi người. Đó, Amply nè. Đó, thấy âm ly thấy không, mình gõ gỡ ra hết rồi mình đi độ được thành cái biến thế sạc nè. Giờ mình gắm điện thử cho mọi người xem nha. Mọi người thấy sáng thấy chưa, 12V nha mọi người, 12V DC đó, rút rồi thấy không. Ok, thì mình dùng một cái âm ly cũ để mình độ ra để mà có được một cái biến thế sạc bình xe máy á, và dùng cho những cái quạt DC một chiều. Chứ còn anh em mà gặp những cái âm ly hư cũ bỏ rồi thì đừng nên bán phế liệu uống đó. Như mình làm rồi mình đã độ được một cái bộ sạc nắng dòng biến thế DC nè, dùng để sạc bình xe máy và dùng cho tất cả các gia dụng điện khác nữa. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người cảm thấy hay hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.